Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển hình ảnh sang văn bản Giả sử như ở đây, tôi có hai hình ảnh Mà trong hai hình ảnh này của tôi á, nó lại chứa nội dung mà tôi muốn lấy Mà các bạn đã biết á, trong hình ảnh chúng ta không thể nào mà copy được Nếu mà các bạn chúng ta làm theo cách thủ công á, tức là chúng ta sẽ bật quật lên Sau đó chúng ta sẽ nhìn vào hình ảnh, tiếp theo các bạn chúng ta sẽ gõ nội dung Nếu mà các bạn làm như thế này á, rất là lâu và mất thời gian Thay vì vậy, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là chuyển nội dung từ hình ảnh sang văn bản cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ mở trình duyệt lên sau đó các bạn chúng ta sẽ truy cập vào web cái địa chỉ là google.com.vn tiếp theo ở ô tìm kiếm á các bạn chúng ta sẽ nhập từ khóa là google keep rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm enter thì lúc này á google sẽ tìm kiếm và trả về các kết quả các bạn chúng ta sẽ truy cập vào web cái địa chỉ là keep google.com nó có dòng tiêu đề là Google Keep đó. đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản Gmail của bạn vào nha rồi sau khi các bạn chúng ta đã đăng nhập tài khoản Gmail của bạn vào rồi á tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng hình ảnh này đó các bạn chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh mà các bạn chúng ta muốn chuyển qua văn bản giả sử như ở đây tôi muốn là chuyển hình ảnh số 1 sang nội dung văn bản thì tôi sẽ chọn vào hình ảnh số 1 bấm vào open thì lúc này á hình ảnh số 1 nó sẽ được tải lên rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là chuyển hình ảnh này sang nội dung văn bản bằng cách là tôi sẽ chọn vào ba dấu chấm này tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là tải chú thích hình ảnh đó tôi chọn vào rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ kéo xuống thì các bạn thấy ở trên này ở trên là hình ảnh còn ở dưới á là nội dung đã chuyển qua văn bản Thì các bạn thấy này Nội dung ở dưới á Nó không giống định dạng so với nội dung ở trên Tuy nhiên nó vẫn còn đỡ hơn là các bạn chúng ta gõ lại từ đầu Rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ tiến hành là Copy nội dung mà các bạn chúng ta muốn lấy này Đó các bạn thấy không Nó chuyển rất là chính xác Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là Bấm tổ phím là Ctrl C để tôi tiến hành là copy nội dung Sau đó tôi sẽ vào Word Bây giờ tôi sẽ mở một file Word mới rồi tiếp theo tôi sẽ dán ra Đó bạn thấy không Nội dung chúng ta chuyển rất là nhanh Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Thay đổi phong chữ cho nội dung này Ctrl A này Chọn phong là Tham New Roman Kích cỡ chữ là 13 Enter Rồi bây giờ tôi sẽ là Xóa mọi định dạng Chọn toàn bộ nội dung văn bản này Chọn vào Clear on formatting Đó, Nó xóa mọi định dạng nha rồi dòng này tôi sẽ xóa đi để tôi gõ lại. Nhá các bạn thấy không? Lúc này á, nội dung của tôi á đã chuyển từ hình ảnh sang văn bản rất là nhanh. Đó, các bạn có thể là định dạng lại nha. Quan trọng là nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn là các bạn chúng ta gõ theo cách thủ công. Đây là cách đầu tiên để chúng ta có thể là chuyển hình ảnh sang văn bản. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ vào google.com.vn rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản của các bạn vào Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng ở vuông này Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào Google Drive Đó các bạn chọn vào Thì lúc này á nó sẽ vào là tài khoản Google Drive của bạn Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ tiến hành là tải hình ảnh mà các bạn chúng ta muốn chuyển qua văn bản lên Google Drive Ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là River của tôi này bấm vào một tên chỉ xuống. Ở đây tôi sẽ tiến hành là tải tệp lên. Lúc nãy tôi đã chuyển hình ảnh số 1 rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành là chuyển hình ảnh số 2, tôi chọn vào, bấm vào open. Rồi, hình ảnh đã được tải lên. Bây giờ tôi sẽ lót lại tài khoản Google Drive của tôi. Chọn vào đường link này, bấm enter để tiến hành lót lại. Đó. Hình ảnh đã được tải lên. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là chuyển hình ảnh này sang nội dung văn bản. Bằng cách là tôi sẽ bấm phải chuột vào nó nè Tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào mở bằng Ở đây tôi chọn vào Google tài liệu Đó tôi chọn vào Đó, Nó đang tiến hành là mở bằng Google tài liệu Rồi các bạn để ý nè Ở phía trên là hình ảnh Rồi còn ở phía dưới á Là nội dung chuyển đó, các bạn thấy không? Rất là nhanh Các bạn có thể là copy nội dung này phải chuột này sao chép sau đó các bạn chúng ta sẽ mở hoặc lên rồi chúng ta dán cần V đó thì nội dung nó sẽ được dán vào trong quật đỡ mất công chúng ta gõ rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ định dạng lại cho đẹp nha thì cái bước này á dễ rồi tôi sẽ không nói nữa thì các bạn lưu ý nha hình ảnh của các bạn á càng đẹp thì công cụ của Google á nó sẽ chuyển qua càng rõ nha Còn nếu mà hình ảnh của bạn á nó mà mờ á thì nó sẽ bị lỗi nha Rồi bây giờ tôi sẽ đặt ra một trường hợp nữa nếu mà các bạn chúng ta lên mạng á mà các bạn chúng ta thấy một hình ảnh nào có nội dung mà chúng ta muốn lấy á rồi giả sử như ở đây này tôi vào cái trang trí nha hoặc là các bạn chúng ta vào bất kỳ cái web nào đó giả sử như ở đây tôi sẽ vào cái trang này rồi bây giờ á Một hình ảnh á Nó chứa nội dung mà tôi muốn lấy Tôi không thể nào mà copy được Thì ở đây tôi sẽ tiến hành là Chụp lại màn hình Để chụp lại màn hình á Thì tôi sẽ bấm tổ phím là Windows Shift S Đó Lúc này nó sẽ xuất hiện ra công cụ là Snip Pin Tool Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào công cụ đó là Rectangle Snip này Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ khoan vào vùng mà các bạn chúng ta muốn lấy đó giả sử như ở đây tôi sẽ khoanh vào vùng này Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào biểu tượng này Để tôi tiến hành là lưu hình ảnh Chọn vào này Bây giờ tôi sẽ tiến hành là lưu hình ảnh Bằng cách là bấm tờ phím là Ctrl S Bây giờ tôi sẽ lưu hình ảnh này là hình ảnh số 3 Bấm vào save. Rồi bây giờ tôi sẽ Tiến hành là ra màn hình để copy để tôi kiểm tra Đây là hình ảnh số 3 mà tôi muốn chuyển này Đó các bạn thấy không Nội dung rất là rõ. Bây giờ tôi sẽ chuyển nha. Thì ở đây tôi sẽ chuyển hình ảnh số 3 này theo cách số 1. Tôi vào là Chấm google com Rồi sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là tạo hình ảnh mà tôi muốn chuyển qua văn bản. Bấm vào chọn vào hình ảnh số 3. Thì các bạn đợi vài giây để cho nó tạo hình ảnh lên. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào ba dấu chấm Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào tải chuyển tích hình ảnh này. Đó các bạn thấy không? Lúc này nó sẽ chuyển rất là nhanh. Rất là hay và vô cùng tiện lợi. Copy là Ctrl C. Vào trong Word. Mở một tài liệu mới này. Ctrl V, dán ra. Đó, đỡ mất công gõ. Sau đó các bạn chúng ta sẽ định dạng lại nha. Như vậy là trong video này tôi vừa hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là chuyển hình ảnh sang văn bản. Nếu thấy video hay, hiểu rồi đó, thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.